Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chơi phòng thủ động vật. Mục tiêu của tôi hôm nay là bảo vệ của trứng vàng này không bị quái vật cướp đi. Nâng cấp với gà con. Nâng cấp gà con. Để chống lại những con quái vật này. Tôi biến thành vịt. Hai con gà biến thành vịt, hai con vịt. Sau khi đóng cửa. Quá dễ dàng ở những cấp độ đầu. Luôn bảo vệ là được rồi. Động vật tháp quốc phòng. Wow, mở khóa người học việc tiếp theo sẽ tốn 1.000 đồng. Chắc bây giờ tôi chưa cần mở khóa. Tôi có 6 ông. 6 ông là đủ rồi. Hơn 300, tôi có thể mua 3 cái búa. Vậy. Mặc dù tôi không nâng cấp, nhưng số lượng của tôi rất nhiều. Tuyệt vời. Quái vật còn chưa đi tới thì đã trực tiếp biến mất. Hơn 400 đồng phải nâng cấp một chút, không có lưới điện. Còn phải nâng cấp nữa. Thêm một cái nữa. 5 cái 2 sao, 1 cái 1 sao. Con quái vật màu xanh này chạy nhanh quá. Được rồi, tôi có thể lên 3 sao. Hỏa lực. Hỏa lực gấp đôi. Bây giờ tất cả các loài động vật đều có một vầng hào quang. Có thể tăng gấp đôi hỏa lực của tôi. Làm cho sự tấn công của những con vật này trở nên cao hơn. Vậy. Dù sao thì ông chủ cũng siêu nhanh. Bây giờ tôi đã cải tạo rồi. Tự động hợp nhất. Vậy. Trực tiếp giúp tôi tổng hợp một cái 5 sao. Động vật nhỏ 5 sao, chim bồ câu. Mua như vậy là được rồi. Anh ấy có thể tự động giúp tôi hợp nhất. Tôi sắp được thăng hạng 5 sao tiếp theo. Chim cánh cụt. Ngôi sao màu tím. Khoan đã. Ăn một trái tim màu tím. Tấn công cao nhưng tấn công quá chậm. Con quái vật này sắp chạy đến của trứng vàng của tôi rồi. Đây là không có cách nào, hắn muốn tự động kết hợp. Tôi chỉ cần búa nó sẽ tự động hợp nhất. Còn 40 mấy giây nữa mới có thể kết thúc trải nghiệm này. Tự động hợp nhất chức năng này. Còn 40 mấy giây nữa mới có thể tắt. Nhưng bây giờ búa hẳn là không sao. Tôi chỉ cần không đặt sao màu tím đóng lại là được rồi. Búa thêm đi. Wow, thêm một ngôi sao nằm nữa. Một ngôi sao màu tím. Một cái 5 sao còn có 20 mấy giây. Anh ấy là một người cao cấp, không có ích gì. Vẫn cần số lượng nhiều mới được. Xem anh ta đánh nhanh thế nào. Này, ông chủ cấp 10. Wow, một ông chủ lớn. Tôi có hơn 500. Tự động hợp nhất của tôi đã kết thúc. Bây giờ tôi muốn uống thì uống. Nếu không muốn uống, tôi có thể có rất nhiều. Đi. Lưới không đủ. Tôi có thể mở khóa một cái wow. Khỏi mở khóa ngay. Còn 20 mấy giây nữa mới có thể mở khóa vùng đất này. Tôi có hơn 1.000 đồng không thể mua được. Lưới đó không mua được. Cấp độ tiếp theo hẳn là có thể mở khóa rồi. Kết thúc rồi. Mảnh đất tiếp theo có giá 50.000. Phải mất 50.000 đô la để mở khóa. Nhưng tôi nghĩ là đủ rồi. Này, tôi có thể nói chuyện với hai sao. Chờ một chút, đừng đánh nhau sau khi chơi với nhau.
có một vị trí không dễ đánh. Chúng ta chờ một chút. Khi nó kết thúc, hãy kết hợp tất cả lại. Và bây giờ đừng hoảng sợ. Mua thêm một chút cái khác trước đã. 4 hoặc 5 sao đi bộ. Được rồi, có 5 sao. Thêm 1 4 sao nữa. Tôi muốn lấp đầy ông này. Còn có thể mua. Wow, lưới đã mua có thể uống rồi. Còn ông nhỏ màu tím 2 sao còn ông nhỏ. Đây, tôi trực tiếp mua 2 sao nhé. Tôi có thể ném cho anh ta ngôi sao này. Tôi vốn là mua gà 1 sao. Bây giờ bạn có thể mua vịt 2 sao. Tôi đóng những con ong nhỏ lại. 5 sao, 1 sao, 2 sao và điên vào ông một lần nữa. Chúng ta sẽ hợp nhất con ong nhỏ. Không thể hợp, bây giờ không thể hợp. Đánh chết ông chủ này đi. Đến hợp nhất một chút, tôi hôn bạn. Tôi xem còn có thể vào 4 sao không. Màu tím 4 sao. Này, tôi trực tiếp mua 3 sao ngay bây giờ. Mua trực tiếp thì cắt. Xem lưới có đủ không. Và màu tím 4 sao. 4 sao màu tím có thể kết hợp thành 2 sao không. Chắc là được rồi. Được rồi, thêm 1 trái tim nữa là được rồi. Này, ông của tôi đủ rồi. Wow, đây có phải là nàng tiên một người không? 4 sao một người tiên. Bây giờ tôi có 1 cái, có thể đánh được không? Hình như không được. Wow, bây giờ tôi mua trực tiếp 4 sao nhé. Chỉ 4 sao. Thật sự 1 cái vẫn là quá khó khăn một cái cao cấp. Vẫn còn nhiều hơn. Được rồi, mọi người, hôm nay tạm biệt.